giờ này giờ Nguyệt Viên Thiên Đức, giờ này giờ Ngũ Phúc Lâm Môn, nhà then đón khách vàng khách bạc và những lời chúc tốt đẹp nhất. Mời các chức sắc xuống trần thế xe châm, các con nam xuống trần gian xe lầu. Sau đây nhà then xin được đón khai. Tay ngân là chạm chén nơi, chạm chạm chén nó qua Hà Nội.
luôn luôn có chén rượu đầu tiên dành tặng cho khách vàng, khách bạc đến nhà. Chúc cho các vị khách của bản làng Thái Hải chúng ta luôn may mắn, bình an. Các bạn học sinh học hành lớn tới nhá. Say.